bây giờ cuộc thi game show đầu tiên là cuộc thi bé khỏe bé ngoan. Bé khỏe trước rồi bé ngoan sau nha. Bây giờ trong vòng 10 giây và bạn nào thổi quả bong bóng bự nhất bạn đó thắng. Sẵn sàng chưa? Giơ bong bóng cao lên, giơ bong bóng cao lên, bây giờ chuẩn bị nha. Nó bắt đầu.